Bạn Vinh có gửi câu hỏi cho nhà thuốc như sau. Chào nhà thuốc, bố em bị nhiều bệnh lắm do bố em uống nhiều rượu. Ông bị xơ gan, viêm dạ dày, viêm đại tràng, men gan cao. Em đang muốn cho ông dùng cây an xoa vì qua tìm hiểu thì em được biết cây an xoa rất tốt cho người bị bệnh gan. Xin hỏi là bị viêm dạ dày, viêm đại tràng thì có dùng cây an xoa được hay không? Em xin chân thành cảm ơn và em mong sớm nhận được câu trả lời. Chào bạn, cây an xoa là một vị thuốc chuyên dùng để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Cây an xoa sử dụng làm thuốc thì khá lành, ít gây tác dụng phụ. Đặc biệt là cây an xoa không gây kích ứng niêm mạc dạ dày và đường ruột. Do vậy thì bệnh viêm dạ dày, đại tràng thì bệnh nhân vẫn sử dụng cây an xoa được bình thường. Tuy nhiên thì khi sử dụng cây an xoa thì bệnh nhân nên lưu ý một số điều như sau. Trước khi sử dụng cây an xoa thì bạn nên sao vàng hạ thổ. Cách làm này nhằm trung hòa được các dược tính trong vị thuốc, đốt cháy các lông tơ bám trên lá và cành của cây an xoa. Không dùng cây an xoa vào lúc đói. Thời gian sử dụng cho bệnh nhân viêm loét dạ dày là khoảng 15 phút sau bữa ăn. Không dùng quá liều lượng quy định. Rửa thật sạch và nhặt loại bỏ quả của cây an xoa, vì quả của cây an xoa gây ngứa rát cổ họng, niêm mạc dạ dày vì chúng chứa rất là nhiều lông. Nếu trong quá trình sử dụng cây an xoa thấy cồn cào ruột thì bạn nên giảm liều lượng xuống còn một nửa. Trên đây là những lưu ý dành cho bệnh nhân bị viêm loét dạ dày khi sử dụng cây an xoa để làm thuốc. Để biết thêm thông tin hữu ích về vị thuốc này thì bạn hãy gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.